100% dù mà đang Thái Lan cho tôi để có thể đều ôm bế được, ôm bế sờ thoải mái, không có vấn đề gì và không phát ra tiếng khè. Khi bà con đến trang trại của tôi đây mà phát hiện con giống nào khè dữ hoặc không ôm bế được thì tôi chủ trang trại tôi sẽ tặng không cho bà con những con giống đó mang về. Chăn nuôi ruồi má đào Thái Lan mang lại hiệu quả kinh tế rất cao bởi vì chúng dễ nuôi, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, đặc biệt là chúng đẻ rất nhiều con, thân hình to và nặng nhất trong tất cả các dòng ruồi. Do đó đang có rất nhiều người tìm hiểu và chọn nuôi ruồi má đào Thái Lan này. Với những bà con mới hiện nay, đầu tư nuôi ruồi có rất nhiều thuận lợi, không còn như ngày xưa phải tự mày mò từng thứ một. Bây giờ mọi thứ đã được chia sẻ nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như được các chủ trại chia sẻ trực tiếp đến người mới. Quý bà con nào muốn chăn nuôi dòng ruồi má đào Thái Lan, hãy tham khảo ngay giống ruồi này tại một trong hai địa chỉ của anh Nguyễn Quang Đức ở Phú Xuyên, Hà Nội hoặc ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình. Giống ruồi má đào Thái Lan bên anh Đức rất thuần, hiền lành, sờ bế được nên rất dễ dàng cho quá trình chăm sóc, ghép đôi. Từ đó hiệu quả sinh sản sẽ đạt cao hơn so với những con ruồi không thuần, không hiền lành. Thưa bà con, về con ruồi má đào Thái Lan thì hiện tại thì con ruồi má đào Thái Lan này đang mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con. Tại sao tôi nói là rất là cao? Đặc điểm của con ruồi má đào Thái Lan thì đẻ sai và kích thước cơ thể lớn, nên cũng là giá thực phẩm lại cao, nên là bà con chọn con giống má đào Thái Lan để nuôi khởi nghiệp cũng như phát triển kinh tế rất là phù hợp. Đối với con má đào Thái Lan thì giá thương phẩm ở trên thị trường hiện tại là đang từ dao động từ 900.000 đến 1.200.000 1 kg, hơn hẳn với dòng ruồi phổ thông như mốc đại Trung Quốc hoặc mốc Việt Nam trong những cơ thể lớn. Đối với dòng mốc thì trong những cơ thể thấp cũng như là giá trị kinh tế không cao, nên là bà con nên chọn lại loại giống má đào Thái Lan để làm kinh tế. Chia sẻ với Nông Lâm.net, anh Đức cho biết có một số bà con mới chưa hiểu biết nhiều về loài ruồi này nên cứ nghe trại giống nói như thế nào là tin như thế. Do đó có thể bà con mua được những con ruồi không đúng với tuổi đời thực tế hoặc mua ruồi nhỏ nhưng giá bán lại là giá của loài ruồi lớn. Anh Đức đã tiến hành cân thực tế những con ruồi tại trại của mình cho bà con xem để bà con không bị lừa khi mua ruồi má đào Thái Lan giống. Cụ thể, ruồi má đào 4 tháng tuổi có trọng lượng từ 8 lạng đến 1 kg, loại 6 tháng tuổi có trọng lượng từ 1,2 đến 1,6 kg, loại 8 tháng tuổi có trọng lượng từ 2 đến 2,4 kg, loại cuối cùng là ruồi đã sinh sản rồi có trọng lượng từ 4 đến 4,6 kg. Anh Đức khẳng định 100% ruồi nhà anh đều hiền lành, ôm sờ bế thoải mái, không khò khè như ruồi trong tự nhiên. Nếu như bà con đến trại anh mua con giống mà con nào cũng khò khè thì bên anh sẽ tặng cho bà con luôn mà không lấy tiền. Đây, như bà con đã thấy, trên tay tôi là con giống 4 tháng tuổi của trang trại tôi đây. Đối với con giống 4 tháng tuổi thì trọng lượng của con giống sẽ đạt dao động từ 8 lạng cho đến 1 cân. Đây là con giống của nhà tôi, cân lên cho bà con xem thực tế. Đây, như bà con thấy, đây là trên tay tôi là con giống 6 tháng tuổi của nhà tôi, sẽ có trọng lượng là từ 1,2 đến 1,6 cân. Bà con xem. Đối với con 8 tháng tuổi thì sẽ có trọng lượng là từ 2 cân cho đến 2,4 cân. Đối với con sinh sản của trại tôi đây, con sinh sản là từ 2 cho đến 3 lứa thì chúng sẽ có trọng lượng là dao động là từ 4 cân cho đến 4,6 cân. Đối với giống má đào Thái Lan thì bà con cần phải là có những con giống đã được thuần hóa và được phải ôm bế được, không tránh tình trạng như bà con có thể đi mua phải những con hàng rừng hoặc là hàng kém chất lượng thì chúng sẽ rất là dữ
và không thực sự là thuần hóa để mang lại những cái kết quả xấu cho bà con về sinh sản cũng như về kinh tế. Đây, bà con có thể lấy 100% rúi mã đào Thái Lan cho tôi để có thể đều ôm bế được. Ôm bế sờ thoải mái, không có vấn đề gì và không phát ra tiếng khè. Đây, bà con có thể thấy, con nào cũng thế. Khi bà con đến trang trại của tôi đây mà phát hiện con giống nào khè dữ hoặc không ôm bế được thì tôi, chủ trang trại, tôi sẽ tặng không cho bà con những con giống đó mang về. Làm sao để có thể quan sát và nhận biết đâu là rúi mã đào Thái Lan giống đạt chất lượng? Anh Đức chia sẻ, đầu tiên bà con phải quan sát xem các bộ phận trên cơ thể của chúng có bị dị tật gì không, đi lại linh hoạt hay không. Tiếp theo đó là về bộ phận sinh dục có phát triển đầy đủ không. Để đạt tiêu chuẩn làm giống thì như con rúi cái, hai hàng vú phải đều nhau, còn đối với con đực cũng như vậy, phải to, khỏe mạnh, bộ phận sinh dục phát triển đầy đủ, có đủ cả hai hạt cả. Đó là những đặc điểm để bà con có thể chọn giống bằng mắt thường. Anh Đức cho biết, những con rúi bên trại anh được sàng lọc rất kỹ, những con rúi không đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang nuôi thương phẩm, nên bà con hoàn toàn yên tâm khi mua con giống rúi mã đào Thái Lan tại đây. Nuôi con rúi mã đào Thái Lan để làm kinh tế thì việc đầu tiên bà con cũng phải nắm bắt được và cách thức chọn con giống, làm sao cho con giống đạt hiệu quả tốt cũng như là con giống tốt nhất để bà con có thể chăn nuôi đạt đến thành công cao. Đối với con mã đào Thái Lan thì cái cách chọn con giống bằng mắt thường bà con có thể thấy. Đối với con mã đào Thái Lan thì con giống nó sẽ có bộ khung to, dài. Cách chọn con giống thì bà con sẽ cần lưu ý đó là về con cái và con đực. Đối với con cái thì bà con có thể thấy, về con cái thì bộ phận sinh dục đầy đủ và hai hàng vú phải đều. Đối với con cái, hai hàng vú đều thì sẽ mang đến hiệu quả là bà con khi con rúi cái nó sinh sản sẽ sinh sai con và chăm con sẽ tốt hơn. Đối với con đực thì bộ phận sinh dục bà con có thể nhìn vào mắt thường hoặc lấy tay sờ, đó là hai viên cà, hai hạt cà của nó đầy đủ, đều, to, khỏe. Thì một con, nếu như một con đực có một cà thì con đấy là không đạt chất lượng để chọn giống. Đối với con đực thì to, khỏe, dài người. Này, bà con thấy không bị khuyết tật cũng như là đầy đủ các bộ phận, con giống rất khỏe thì bà con nên chọn và là để làm giống. Đối với con giống ở trang trại tôi đây thì bà con cứ yên tâm khi con cái hoặc con giống đực bên tôi cũng đã sàng lọc cũng như là chọn lọc là những con giống đạt chất lượng để có thể giao đến tay cho bà con. Về con cái thì bà con đấy, tôi đã sàng lọc những con cái đạt chất lượng cũng như là làm giống tốt. Về con đực cũng thế, nên tôi cũng tuyển chọn những con đực đầy đủ bộ phận, hai cà và khỏe mạnh để làm giống cho bà con. Mặc dù những con rúi mã đào Thái Lan đã được thuần hóa rất dễ thích nghi với môi trường chăn nuôi, nhưng anh Đức lưu ý, khi chăn nuôi, bà con cũng cần phải lưu ý đến vấn đề làm chuồng trại, phải làm kín đáo để có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ trong chuồng trại. Vì khi nhiệt độ tăng giảm đột ngột, rúi cũng có thể bị sốc nhiệt, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của chúng. Vậy nhiệt độ thích hợp nuôi rúi là bao nhiêu và làm như thế nào để biết được nhiệt độ trong chuồng nuôi rúi? Mời bà con tham khảo cách làm của anh Đức ngay sau đây. Đối với cách chăm sóc con giống, bà con đặc điểm lưu ý là bà con ở ngoài miền Bắc mình thì khí hậu gió mùa hoặc thay đổi thời tiết là rất là nhanh, nên là bà con khi dựng chuồng trại cần phải đảm bảo những yếu tố về nhiệt độ cũng như là kiểm soát được nhiệt độ trong phòng nuôi ổn định thì bà con có thể nuôi con mã đào này thành công. Cái bước đấy cực kỳ quan trọng đối với bà con khi con nuôi con rúi mã đào. Thường như ở trang trại tôi đây, bà con có nhìn thấy nhiệt kế thì tôi hay để ở nhiệt độ và kiểm soát nhiệt độ là từ 23 cho đến 25 độ C. Khi bà con xây dựng chuồng trại, bà con lên thích mua lấy một cái nhiệt kế và có cả độ ẩm để bà con kiểm soát được nhiệt độ cũng như độ ẩm trong phòng nuôi. Khi bà con đáp ứng đủ các cái yêu cầu cũng như là cách xây dựng chuồng trại đảm bảo kín về mùa đông, thoáng mát vào mùa hè thì bà con sẽ phòng tránh được tất cả những các bệnh như viêm phổi.
Có thể nói, rúi là một trong những loài vật nuôi có chế độ ăn rất phong phú, với thức ăn của chúng cũng rất rẻ và dễ kiếm. Thức ăn chính chủ yếu là chè, mía, ngô, khoai sắn. Anh Đức chia sẻ, thức ăn nuôi rúi, bà con cũng cần quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, để tránh rúi ăn phải những thực phẩm không sạch, gây ra nhiều loại bệnh cho chúng. Đối với con rúi mã đào Thái Lan này, thì bà con cần lưu ý đến khẩu phần ăn. Khẩu phần ăn của con rúi mã đào Thái Lan, thì như tôi đã chia sẻ với bà con là có thể ăn tre, ngoài tre có ngô, khoai, sắn và mía. Nhưng bà con cần lưu ý, khi bà con cho ăn mía hoặc là cho ăn ngô cũng không nên ăn cho ăn quá nhiều. Về nếu cho ăn mía quá nhiều thì con rúi bà con sẽ bị dẫn đến đó là viêm phổi. Còn khi cho ăn nhiều, ăn nhiều ngô thì cũng có thể dẫn đến là tiêu chảy hoặc là viêm phổi, bởi vì trong hàm lượng ngô và mía có rất nhiều nước. Dòng rúi mã đào Thái Lan này bà con nên chọn cái ngô ngọt, ngô của chúng ta ăn lẩu. Bà con cho ăn một tuần 2 đến 3 bữa, mỗi bữa cắt một khúc tầm 3 đến 5 phân cho ăn thì sẽ rất tốt cho con rúi. Để chăm sóc cho rúi phát triển một cách tốt nhất thì việc phát hiện và phòng ngừa bệnh tật cho rúi cũng là một khâu rất quan trọng. Ở con rúi mã đào Thái Lan thì chúng có hai loại bệnh thường gặp, đó là bệnh viêm phổi và bệnh tiêu chảy. Để hiểu rõ hơn về hai loại bệnh này, mời bà con cùng theo dõi. Anh Đức hướng dẫn cách nhận biết, cách điều trị và cách phòng tránh sau đây. Đối với cách phòng tránh bệnh cũng như là phát hiện bệnh sớm đối với con rúi mã đào Thái Lan thì sức đề kháng của chúng khá là tốt, nhưng vẫn cần lưu ý với hai căn bệnh thường gặp ở rúi mã đào Thái Lan, đó là viêm phổi và tiêu chảy. Đối với bệnh tiêu chảy thì bà con có thể thấy hàng sáng hàng bữa các bà con cho ăn thì bà con kiểm tra phân của chúng khuôn đều đẹp như này, bóp ra thấy tươi xốp, đường ruột của chúng rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Khi cái phân con rúi mà có hình dạng khác so với bình thường cũng như là ướt hoặc có mùi hôi tanh thì đó là biểu hiện của những con rúi có vấn đề về đường ruột, thì bà con cũng cần can thiệp hoặc hỏi các trang trại bán giống cho bà con để người ta có cách xử lý giúp bà con để không thiệt hại đến về con giống. Còn đối với viêm phổi thì thời tiết ở ngoài miền Bắc thì bà con không đảm bảo được cái nhiệt độ trong phòng cũng như là thời tiết thay đổi nhanh chóng mà bà con không kịp đóng cửa hay là cũng như là che chắn kịp thời thì sẽ dẫn đến là viêm phổi. Thì cái bệnh viêm phổi thì bà con có thể quan sát bằng cách hoặc là phát hiện bằng cách khi bà con vào trong chuồng nuôi, bà con sẽ ngồi nghe ngóng có nhiều con sẽ phát ra tiếng ho, thì biểu hiện bằng mắt thường thì mình có thể thấy là ướt mũi, ướt cằm và chúng ho, thì bà con sẽ có thể bắt lên kiểm tra soi mũi. Bà con nuôi rúi thì cũng thường xuyên xảy ra những tình trạng như là thấy rúi đi phân dây với nhau, cục phân nọ nối liền cục phân kia bằng một sự đường dây, thì đấy là biểu hiện của bệnh táo bón. Thì cách xử lý mà không dùng đến thuốc thì bà con sẽ cho chúng ăn khoai lang sống thì để cho chúng nhuận tràng và có thể đi vệ sinh bình thường, đi ở bình thường qua những phần đẹp. Còn khi bà con đã áp dụng là dùng khoai lang mà con rúi vẫn chưa hết thì lúc ấy bà con mới sử dụng can thiệp bằng thuốc. Trên đây là một số kinh nghiệm chăn nuôi rúi mã đào Thái Lan của anh Đức. Quý bà con nào có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm về nuôi rúi, hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh Đức chia sẻ, tư vấn cụ thể, chi tiết. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo.